Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở trên những video mới được sản xuất hàng tuần trên kênh của Jun. Mình sẽ chia sẻ tất cả những kiến thức mà mình biết, những kiến thức mà mình phải tiêu tốn vào đó hàng tá tiền để có thể hiểu được chúng. Tất cả video trên kênh của mình đều là những kinh nghiệm của chính bản thân mình. Tất cả mình đã thử qua rồi mình mới chia sẻ. Mình không chia sẻ những điều mà mình không hiểu rõ về nó. Những chia sẻ này của bản thân, mình không bao giờ bắt mọi người phải răm rắp nghe theo lời mình nói hay áp đặt bất kỳ suy nghĩ nào của mình vào các bạn. Các bạn có quyền tự do tin hay không tin những gì mình nói. Có đăng ký kênh mình hay theo dõi mình trên YouTube hay không đi chăng nữa, thì mình vẫn ở đây, vẫn ở kênh này, hàng tuần đăng tải những video có ích cho mọi người. Mình không đòi hỏi ở mọi người bất kỳ một đồng nào hết, chỉ muốn chia sẻ cho mọi người những kiến thức hữu hiệu nhất trong cuộc sống mà thôi. Và tất nhiên, mình sẽ rất vui nếu nhận được sự đón nhận từ mọi người thông qua việc đăng ký kênh và đánh giá qua mỗi video mình đăng tải. Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ mình nha. Chúng ta cùng đi vào chủ đề chính ngày hôm nay thôi. Tại sao người Nhật lại không muốn kết hôn? Để nắm ra được video này thì mình cũng đã tìm hiểu rất nhiều trên internet, sách báo, tin tức của chính phủ và thực hiện đi phỏng vấn trực tiếp 150 người Nhật. Các bạn không nghe nhầm đâu, chính mình là người đã dành thời gian một tuần trời để đi phỏng vấn trực tiếp tổng cộng 150 người Nhật và ghi chép lại cẩn thận. Thông tin nếu chỉ trên giấy tờ thôi thì mình không tin tưởng cái gì 100%. Cái gì mắt thấy, tai nghe thì mình mới tin. Và muốn gửi tới cho các bạn những cái gì chân thực nhất, đúng nhất, chứ không bịa đặt để câu like, câu view nha. Trong cuộc phỏng vấn mà mình đã làm thì có rất nhiều lý do được đưa ra, nhưng mình đã tóm gọn lại trong 3 lý do chính như sau. Thứ nhất, xã hội tiến bộ. Thứ hai, những người thuộc chủ nghĩa độc thân tăng. Thứ ba, khoảng cách về thu nhập. Cụ thể như thế nào thì mình sẽ giải thích như sau. Thứ nhất, xã hội tiến bộ. Nói thế này thì mấy bạn lại nghĩ xã hội tiến bộ thì ở đâu chả tiến bộ, nói thế thì bằng hòa. Nếu có ai nghĩ như vậy thì mình xin trả lời như sau. Nhật Bản những thời kỳ trước chỉ có đàn ông mới đi làm, còn phụ nữ chỉ ở nhà làm các công việc nhà và nuôi dạy con. Việc đó đã trở thành cái mà như là đã được quy định từ lâu lắm rồi, không thể làm khác được. Cái này thì mình thấy cũng giống với Việt Nam ngày xưa đấy, nhỉ? Nhưng khác với Việt Nam ở chỗ, ngày xưa vì Việt Nam rất nghèo, nên phụ nữ cũng phải đi làm phụ chồng để lo cơm áo gạo tiền nuôi gia đình. Chứ còn nói mà chỉ để ở nhà làm việc nhà, nuôi con thôi thì có vẻ giống gia đình khá giả giàu có quá. Nên mình thấy không phải là hoàn toàn giống với Việt Nam đâu nha. Xã hội tiến bộ hơn, các công việc ngày xưa chỉ dành cho đàn ông đi làm, giờ phụ nữ cũng vào làm việc rất là nhiều. Mình nghĩ đó là sự đãi ngộ công bằng đối với phụ nữ. Đây là điều đáng mừng cho phụ nữ. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà có nhiều người chỉ muốn làm việc, cảm thấy công việc vui và muốn tiếp tục công việc đó. Nguyên nhân thì bắt nguồn từ xã hội có nhiều người đàn ông có thu nhập không ổn định, không thể là trụ cột trong gia đình, rồi dần biến thành ra có nhiều phụ nữ vì bản thân muốn làm việc nên đi làm thôi, muốn sử dụng chính sức lực của mình để làm ra tiền, nên kéo theo hệ lụy là không muốn kết hôn. Và Việt Nam bây giờ cũng đang nằm trong giai đoạn này nhé. Việt Nam đang ở giai đoạn xã hội tiến bộ. Các bạn nữ Việt Nam cũng đang bắt đầu có suy nghĩ muốn tự mình kiếm tiền cho bản thân, dùng chính thu nhập của mình để sở hữu những thứ mà mình thích. Có kết hôn thì phần lớn là do bố mẹ giục cưới, chứ nếu để nguyên không có tác động thì mình nghĩ độ tuổi kết hôn của Việt Nam còn muộn hơn nữa. Và chính vì nhận ra được cái điều này nên chính phủ Việt Nam mới đưa ra chính sách hỗ trợ và khuyến khích mọi người kết hôn trước 30 tuổi. Nếu nhìn ra xa một tí, các bạn có thể nhận ra ngay đây là chính sách tính xa của Việt Nam, tránh gặp phải những tình trạng dân số già hóa giống như các nước phát triển khác. Phòng bệnh hơn chữa bệnh lúc nào cũng được ưu tiên hàng đầu mà. Thứ hai, những người thuộc dạng chủ nghĩa độc thân tăng. Những người thuộc kiểu này thì đang tăng một cách chóng mặt ở Nhật. Phía các anh thì nói rằng cưới vợ kết hôn là mất đi tự do của mình. Bao nhiêu tiền đi làm về lại bị vợ cầm hết. Vợ nói gì đi chăng nữa cũng vẫn phải đi làm để kiếm tiền. Đại loại những trường hợp như vậy được nghe khá nhiều từ bộ phận nam giới Nhật Bản, gần như đã trở thành một cái ấn tượng nào đó rất xấu và rất khó để giải thích. Hơn nữa, mình còn nhận được một số câu trả lời như sau. Lấy vợ không phải là tất cả, không lấy vợ cũng không gặp bất kỳ khó khăn gì trong cuộc sống. Chẳng phải là độc thân vẫn hạnh phúc đấy sao? Của những nam giới người Nhật Bản. Ngược lại, về phía phụ nữ Nhật cũng có một số câu trả lời như sau. Lấy chồng là phải cân bằng giữa công việc và gia đình, hàng ngày phải sống vì chồng con, giảm tối thiểu các chi tiêu cá nhân, những đồ mình muốn sở hữu, vân vân. Dường như cũng đang là một ấn tượng gì đó rất xấu về việc kết hôn mà nhiều người đang có suy nghĩ đó. Hơn nữa,
việc mang thai và sinh con là việc chỉ có phụ nữ mới làm được. Một số người thì nghĩ nếu không có cái đó thì việc kết hôn cũng chẳng cần gì phải gấp gáp. Và số đông phụ nữ Nhật cảm thấy sợ việc mang thai và sinh con, nên có muốn kết hôn thì cũng muốn gần sát đến tuổi sinh con an toàn mới kết hôn, tức là vào khoảng 36 đến 38 tuổi. Thứ ba, khoảng cách về thu nhập. Làm bất kỳ một cái gì cũng phải thực tế một tí chứ, nhỉ? Số nam giới có thu nhập hàng năm vào khoảng 300 man chiếm số lượng rất lớn, nó rơi vào khoảng 600 triệu Việt Nam đồng đấy. Với mức thu nhập này thì khả năng kết hôn và nuôi gia đình gần như là bằng không. Nên phần lớn nam giới Nhật Bản lo lắng về phần tài chính này. Ngược lại, phía bên phụ nữ cũng giống như vậy. Số đông phụ nữ Nhật Bản nghĩ rằng đằng nào chồng mình cũng không nuôi được mình, nên cả hai đều phải đi làm. Nếu mà cả hai đều phải đi làm để nuôi gia đình thì thà tôi cứ sống độc thân như thế, tự đi làm, tự sống, tự làm những gì mình thích và mua những gì mình muốn còn tốt hơn là lập gia đình. Nên cả hai phía cùng nghĩ nếu không có kinh tế vững vàng thì không thể tới được với nhau. Họ có vẻ thực dụng hơn Việt Nam mình. Việt Nam mình thì số đông vẫn còn thiên về tình cảm nhiều hơn. Đây cũng là lý do mà trai Nhật rất là thích gái Việt. Con gái Việt mình thì số nhiều vẫn sống theo kiểu cả hai cùng cố gắng. Cái này thì chắc được di truyền từ ngày xưa, ngày mà Việt Nam vẫn còn nghèo. Mà mình cũng nghĩ thiên về tình cảm thì đáng quý hơn là thiên về tài chính. Dẫu biết là không có tài chính thì cái gì cũng khổ, nhưng nếu được chọn giữa tình cảm và tài chính thì mình vẫn chọn tình cảm. Tiền bạc là vật chất để trao đổi, mất đi thì kiếm lại được. Chứ giờ muốốn tìm một người mà có tình cảm thực sự, muốn đi với mình ngay cả lúc khó khăn thì thực sự là rất khó. Những bạn nào đang có vợ hoặc có chồng thì nhớ đừng để nó tuột mất đấy nhé. Xác định đến với nhau rồi thì xác định cùng nhau đi tới cuối đời. Cố gắng kiếm tiền, đừng để chuyện tiền bạc nó làm ảnh hưởng tới tình cảm. Nó là thứ không đáng để đánh đổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó không phải là lỗi của mình, nhưng chết trong gia đình nghèo khó đó là lỗi của mình rồi. Thiếu tiền cũng được, thiếu tài chính cũng được, nghèo cũng được, nhưng đừng để nghèo tình cảm. Thực sự cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Mình cũng đã truyền tải hết những gì mà mình muốn nói. Hy vọng video này sẽ được lan tỏa tới nhiều người khác nữa. Mình chỉ muốn chia sẻ những bí mật mà mình biết, không đòi hỏi ở các bạn bất kỳ một đồng nào. Mình xác định bỏ tiền, bỏ công sức ra để tìm hiểu những thứ được coi là bí mật. Mục đích của mình là để chia sẻ cho tất cả mọi người cũng biết. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bí mật tiếp theo nha. Bye bye.